那些小叔后来气很多，就可以欺负那些大叔，所以脸越来越感觉有不一样，那种面红耳赤的，然后讲话声音很洪亮，然后慢慢来就会有那种出声音出来了。以前在天堂不用讲话，人家用那种那什么无线电话来沟通，大家想什么别人就懂了。那师父nói là ở trên thiên đàng đâu có cần gì đâu, phải không? Muốn ăn thì tay rớt xuống vậy đó. Xong rồi cái sau này cái mắc cỡ đó, biết ăn trái cây rồi cái biết là có nghe được tiếng của vạn vật đó, của những người khác, thiên đàng địa ngục cũng nghe được. Mấy vạn vật nói, hai người lớn như vậy mà còn ở nhông, không có bận quần bận áo gì hết. Rồi hai người lớn, đàn ông đàn bà, nam nữ thọ bất thân mà sao ở chung với nhau, xong cưới hỏi gì đàng hoàng hết trơn, này kia nọ, rồi nhà cửa gì cũng xây hết, ở ngoài đường ngủ vậy không biết mắc cỡ gì hết, nhà cửa không có, toilet cũng không có. rồi không có mua thuốc súc miệng gì, tối ngày không đánh răng súc miệng hết, kem Hinos cũng không biết. kem gì đó Colgate cũng không có dùng, lạc hậu này kia nọ. Hai người bắt đầu mắc cỡ, bắt đầu nghĩ rằng mình lạc hậu, mình không văn minh. Lần lần cái đầu óc mới cảm thấy mặc cảm. Rồi đứng gần nhau không dám nắm tay nắm chân gì hết. Hồi đó thì coi như bạn bè nhau nắm ôm, không có thấy gì hết, không bận quần bận áo cũng không thấy gì hết. Bây giờ bị nghe ăn cái trái cây vô rồi đó, rồi cái tiếng gì cũng nghe hết, rồi bị người ta tẩy não á. Cũng như sư phụ hồi nhỏ mà ba bốn tuổi rưỡi gì đó, nó có bị mấy cái tên A Dông với Eva lớn hơn đó chửi nó lớn vậy mà cũng đi nhông không giống tụi tao bận quần bận áo đẹp này kia nào. Chứ riết rồi sư phụ cũng mặc cảm á, chung như bụi chuối trốn á, thấy không? Đại khái nó như vậy. Adam bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi, rồi bắt đầu kiếm lá, kiếm đồ che che trước hụt sau vậy đó, giống như cái áo sư phụ hồi nãy. Rồi cái bắt đầu mắc cỡ, rồi cái bắt đầu mỗi ngày cứ càng ngày nó càng phức tạp thêm, kiếm cái này che, rồi kiếm chòi, kiếm lá, kiếm che, rồi tùm lum. Rồi thiên thượng đế thấy kỳ quá, đầu óc bắt đầu phức tạp rồi, thôi thâu hồi cái gì đó, cái thẻ truyền tâm ấn đó, thư bị chứng đó, thư bị chứng đó, thâu hồi lại, đuổi ra khỏi trung tâm thiền mẹo lý, không chờ nữa. Lộn xộn quá, mỗi ngày cứ hai đứa nó cứ cãi cọ nhau hoài, đứa nào hay, đứa nào dở, đứa nào giỏi, đứa nào hay. Cái đầu óc rồi mặc cảm rồi cái bầu không khí nó cũng khác, nó không có đồ đơn thuần nữa, đuổi xuống. Nói rồi đi về tu hành thêm, chừng nào mà tiến bộ, chừng nào có cái lòng sám hối á, cho trở về ha. Rồi đưa lại cái thơ biệt chứng cho rồi được quyền ở đây thường trú xuất gia cũng được nữa. Em có ngờ đâu hai người xuống dưới trần rồi thấy mê mệt luôn, mê luôn, mê cho tới bây giờ luôn. Thầy mê thì không nói làm gì ha, không nói làm gì. Ok, xuống đây rồi học những cái thói của trần gian đó, học gió, học mưa, học những con vật này cái nọ, rồi càng ngày càng phùng mang trưởng giống dữ dằn, giống cọp, giống beo, giống ấy gì đó. Tại đó nhiều khi mình nói bà đã dữ như cọp sư tử Hà Đông này kia, là thiệt có cái gì đó. Chứ hồi trước cái tổ tông mình hiền lắm, đâu biết gì đâu. Thí dụ như ở trên thiên đàng muốn ăn thì nó cây rớt xuống cái đùng ăn không hết, rồi xuống đây đâu có vụ này. Mình khèo, mình hái, mình rung, mình nhát nó lấy đá liền nó cũng không thèm rớt xuống cho mình ăn nữa. Nó bắt đầu tìm cách để mà ăn uống á, thấy gió nó rung cây á thì rớt xuống, rồi cũng bắt đầu phùng mang trượng bắt ra, cũng thổi hoài không được, cứ bắt đầu mới luyện khí công. Luyện khí công như cái ông hôm trước đó, ban đầu thì ăn hiếp mấy cái cây nhỏ, rồi sau lần ăn hiếp mấy cây lớn mới thành phùng mang trợn mắt, đỏ mặt tía tai như kiểu đó, đánh lộn với nhau đó. Lần lần nó có cái khí lực lên rồi mới bắt đầu mới phát ra tiếng nói này kia, âm thanh này kia. Chứ hồi xưa ở thiên đàng họ không có cần tiếng nói, người này nghĩ cái gì người kia biết liền, thế giới cực lạc mà. Từ đó mới bắt đầu có tiếng ạ. Thí dụ như rồi bắt đầu mà muốn câu thông với nhau đó, muốn nói chuyện đó. Thì bây giờ không có dám nắm tay nắm chân như kiểu hồi xưa nữa, không gần gũi nữa, phải nói chuyện chứ.
để bày tỏ cảm tình chứ, hả? Là câu chứ, câu hồn chứ, phải không? Giống kiểu mà hai người mới quen nhau này kia đó, à, để kiếm cách dùng chữ văn chương này kia nói chuyện, rồi cái đi kiếm mấy con động vật học rồi, học cái cách tự vệ rồi, con hùm béo rồi đó, thấy nó dữ thì cũng làm dữ như nó vậy, hai bên cũng dữ nhau vậy đó, thì càng ngày càng giống. À, cho nên con người càng ngày nó không có còn cái phong độ của con người thần tiên như hồi xưa. À, đại khái nó như vậy. Nhưng mà rồi còn cái vấn đề ngôn ngữ nữa, hai người không biết đường nói chuyện với nhau. Hồi xưa trên kia nghĩ gì thì hiểu nấy, bây giờ đứt điện, à, rớt xuống trần là không có giống như trên kia nữa. Không phải mày nghĩ ra cái hiểu liền gì được, là phải kiếm cách dùng ngôn ngữ nói chuyện. Tôi cứ thấy mấy con vật nó ư với nhau đó, nói chuyện đó, tôi cứ học lần. À, thí dụ như chữ a đó thì học với con ngàn thì nga đó, nga hiểu không? À, rồi chữ b thì học với cái con mấy con cừu nó kêu bé. À, chữ c thì học với hả? À, con gì hả? Hả, không biết à? Con dế đó nó kêu xí. Học không đúng một chút, nó học với con ngựa vậy đó, lần lần nó cũng giống. À, thì cải biến một chút chứ người cũng không đâu giống y như con vật được, cải biến một chút để cho nó không biết người ta ăn cắp chứ, phải không? rồi cái chữ à, thí dụ có nhiều chữ thôi chứ sư phụ không nói hết được nhưng mệt quá. Ví dụ chữ d thì học với con đà điểu hay nha. Rồi chữ chữ r thì học với con gì? À, hả? Hả? Con dung á. Con dung á. Dung dế á. Con dung á, con trùng đất á. Con dung. À. Rồi cái chữ hát thì học cái con gì? Hả? À, con hạt, con hạt. À. Rồi cái chữ L học cái con gì? Con lừa. Đại khái vậy ha. Học tới học lui như vậy, thành ra lần lần nó ghép vô, à, ghép vô, nó thành cái tiếng nói của con người. Ừ. Rồi bây giờ còn mới đầu thì còn nói chuyện văn chương nhỏ nhẹ, sau cưới nhau lâu rồi á thì dùng những cái chữ nó tiếng nó hơi nặng nề, nó học càng ngày càng giống cọp, giống sư tử để mà tự vệ mà, bắt đầu học đó là tự vệ thôi. Vì cọp đó lại nó hăm dọa dữ quá rồi cũng bắt đầu phùng băng được mắt giống y như nó sợ nó chạy á. Nó mắt mày nó nhăn ra ghê vậy đó. Hai bên nhăn con bên nào dữ hơn. Rồi cổng nó thấy con dữ quá nó cũng sợ luôn. Rồi bỏ chạy luôn. Rồi sau này nó quen đi. Rồi nói chuyện rồi cũng hùng hùng hổ hổ giống cọp giống bèo, con không giống như hồi xưa. Rồi nó bây giờ con người của mình nó khác hơn hồi đó. Nhưng mà lâu lâu nhớ tới cái buổi ban đầu thì nói chuyện nó cũng nhỏ nhẹ một chút. Còn nếu mà quên rồi thì bắt đầu chửi bới nhau. À, danh từ gì bê bối tục tiểu hùng nó cái gì mà hung dữ gì cũng đem ra xài hết. À, thành ra bây giờ mình mới biến thành như vậy đó. À, chưa hình ảnh phần gì à? Thống chuyện thì hơi vui à? Chứ thì thay chuyện đang hồi đó là hả? Thay chẳng là chống xong rồi khai sửa, chống nào để khai sửa hả? Căng căng chẳng đâu nả lì à? Phan Y đâu nả lì? Hả? Ây, chắc khảo chịu gì chuyện. Hả? Hả? Liên chi công. Liên chi công giống liên chi công. Liên thì mới biết thằng liên nè. Chi công thì mới thằng liên nè. Chứ ở bên Việt Nam có một số địa phương là nó giống khẩu khí mà. Ví dụ như L. À, biến thành 你们也是一样啊, 比方说, 台南啊, 冷, 都是好冷, 有没有? 他也是一样, 练气功, 他说, 练气功, 哭哭哭哭, 那么没气功, 练气功, 练气功, 丁丁难生, 有没有? 啊, 提提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 
À, thì ở nãy nói tới đâu rồi? Đến khi công hả? À, à, ủa, chẳng đã lên khi công à? Chân mà. À, mẹ họ chưa là
好，然后又学那些动物啊，因为在这边要保护自己啊。哎，这刚来的时候还不怎么样，后来这动物它闻到味道了，就跑来啊，恐吓他们要吃，然后他们就看他们啊这个样子，他们就不晓得怎么在做了，无惧也忘了，太怕了，识别证没有了，他也不认得你是修观音法门的人，没识别证谁是他呢？是不是？所以他在那里啊，然后就。那些牙丹和小瓜和小孩子看到他们这个样子是啊，啊，然后老虎看他们比他们凶，跑多了，所以后来有效了啊，看这个方法有效，越来越做，那做那就越来越变很凶啊，像那个老虎啊狮子一样，所以有的时候我们就看到人啊这么凶恶啊，原来是这样学的，本来是学为了要保护自己而已，嗯。后来越来越习惯了，懂不懂？然后习惯难改呀，所以我们变成像今天这个样子，凶恶佛啊，还有什么比较那个那洪亮佛啦啊！大家如果记得那个刚开始那个时候，那声音还会柔和一点啊。他如果不记得的时候，就用红的，听懂不懂？所以我们才知道我们。有时候很柔和，有时候很洪亮，这样子都是因为习惯的关系哈。我自己讲也忘了，慢慢来哈。是啊，很难记啊，那么强，而且这个是马上练出来的，不是练讲，所以不知道它是什么哈。讲什么呢？龙琴讲什么？捏动一下啊。啊，小成功人啊，那个现在又开始很像那个有风声了，呜呜这样子啊，我是那个老虎的声音，狮子的吼的声音啊，不过还不能跟太太沟通啊，因为在天堂的时候不用语言嘛啊，就那个别人想了这样，你就马上懂了啊，根本不需要讲话，在这边掉下来的时候都没电了。不一样，听懂不懂？加持力没有了啊！离开这个中心，然后就迷路在城间里面，那个店越来越小啊。嗯，后来就是要语言了。嗯，那现在感觉害羞了，就很隔开了，就这怎么握手什么都不敢，那种不一样，所以才开始要构魂了。那个文的话又不能里面沟通，那用语言沟通嘛，那语言就没办法了，就开始看那个动物啊，那动物他们怎么做，他们怎么哎啊没这样子，就开始学了 ABC 从那里来的比方说ABC 嘛哈，我们越南话了 ABC 啦啊，这种乌鸦啊，然后咩啊，就是种那个什么羊啊，咩，然后改正一下，不然人家知道我们偷动物的语言，所以而不是说咩，我们说咩这样哈啊咩，然后学是啊，跟谁学啊？跟那种小那个什么小虫啊。叽叽喳喳，叽叽喳喳，那个在外面那个啊，水了，昆虫了啊，哈哈，水，然后，比方说，跟就嘎了，人家讲根根，得讲根根嘛，学来了，我们根根顶顶头叫乜嘢？那种吃那个尸体的动物是怎么样？那小鸟吃动物那个？秃鹰哈，头好像光秃秃那个，很丑那个，嗯，那我们越南叫根根呢、啊，我说那个嘎是从根根来的啊 ，K 呀、啊，嘎的根根的、啊，我们越南比较好玩的、啊，嗯，比方说 L 呢是从驴子，驴子学出来的，比方说这个样子，然后 Haze 哈 H。我们叫哈个，就是从那个什么，从那个麻来的，嘿嘿那个，我改一下变成 H， 这样懂不懂？比较文明一点，人家不知道我们偷啊。
那个水乱七八糟动物就总行为嘛，因为没有别的东西可水啦，在上面的时候就水上帝的、水神仙的、佛菩萨的比较优雅啦，就不像我们在这边人间一样。刚来的时候都没人啊，因为他是我们的祖宗嘛，他是最什么原始人族啊，是不是？所以在这里没有名师教导什么。 是不是？那自己叫自己，哎，没办法叫，那智慧就断了，忘记了，离开那个修行中心了，啊，回去迷路了，迷在爱情里面啊，那色啊情啊，然后烦恼啊红尘里面，慢慢我就忘记了，啊，所以自己才是要自己照顾自己，不懂，所以呢，没有别的东西可水，他们水风啊，鱼啊。 那种很凶恶、啊，那种打雷啊，听懂不懂？太阳啊，那种很热、很冷、很极端的、啊、那些，都是种自然学出来。啊，好，又水不够，那水动物要保护自己，懂不懂？那有时候他们不是生气啊，就看老虎了，这个样子，他也是，这样，听懂不懂？哎，越弄越香啊，然后就变这个样子，变回自己心里面有什么凶恶。 然后对太太有时候也忘记了，就，然后太太看他这个样子，你是，两个一模一样啊，就越来越像，你懂吗？然后语言也是一啊，A B C这样子，这种那里开始，然后结起来就变成人类的语言，所以我们今天才变成这个样子，我们也不用。 怪自己什么？怪上帝，罚我们那么严重，那么严格呢？不过他本来就没耐心了嘛，我们都知道哈，你知道不知道？看师傅就晓得，<笑>他的大师观怎么样，他也是差不多，老板怎么样，下面部下也是怎么样嘛，是不是？<咳> 也不是啦，他是又很大的耐心，也没有耐心，他很有慈悲心，又没有慈悲心，他两样都有，他很最阴也最阳，最柔也最刚，这样子才好玩，像我们世界是一样，每天晒太阳，我们也受不了啊，种东西也长不大呢，需要水嘛。 每天杀鱼的话，像以前苗栗一样，我们大帐篷也不方便，是不是？所以有这个，还是要有那个。不过我们虽然已经都知道这种阴阳的法律啊，不过碰到我们的时候，我们还是受不了，是吗？我们知道当然要有杀鱼了，要有太阳啊，要有夏天，有冬天。 不过夏天的时候，我们也哇，好黏黏的、脏脏的、热热的，有时候抱怨。鲨鱼的时候，既然知道农夫需要啦，菜什么都需要鱼。不过我们还是受不了，特别来打禅意的时候，或是禅期的时候，是不是？集合的时候，大家都像落汤鸡一样，干杯都满满雨水，装不了什么白龙茶，不是乌龙茶啦，那白龙茶就有了啦。 同样啊，我们修行也是这样啊。碰到考验的时候，既然是已经讲108次了，考验一定有啦。那个我们应开心，心平静啊，看好坏一样啊。骂跟赞叹，赶快呐！讲好几次，不过碰到骂的时候，还是赶快长脸了。心还算算的，然后那抵抗的牌照都亮出来。<笑> 就被那个那边一个盖好几个章，脚啊手啊脚都亮出来抗议，懂不懂？晓得看谁呀、啊？没人看你又看。不过事实上，我们地球啊，本来不应该有那种那么极端的那种，那种天气啦，本来哈。
休息一下。
苗栗的白龙茶。Thì tại sao mình có cái khí hậu mà nó quá đột ngột bất thường, mà nó cực đoan như vậy, nóng quá lạnh quá vậy đó? Tại hồi xưa những người mình nè, Bồ Tát Phật xuống dạy đó, nó cứng đầu cứng cổ không có học, học được một chút thôi dùng những cái thần thông lực lượng nó đánh lại với thiên nhân á, sau này dùng những cái vũ khí tối tân đánh làm là liên lục liên